Theo bản tin lúc 18 giờ chiều 7 tháng 5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong ngày hôm nay, Việt Nam ghi nhận 17 ca mắc mới COVID-19. Đây đều là những ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Cụ thể, bệnh nhân 272, bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân 273, bệnh nhân nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân 274, bệnh nhân nam, sinh năm 2020, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân 275, bệnh nhân nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân 276, bệnh nhân nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân 277, bệnh nhân nữ, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân 278, bệnh nhân nữ, 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân 279, bệnh nhân nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân 280, bệnh nhân nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân 281, bệnh nhân nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân 282, bệnh nhân nữ, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân 283, bệnh nhân nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân 284, bệnh nhân nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân 285, bệnh nhân nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân 286, bệnh nhân nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân 287, bệnh nhân nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân 288, bệnh nhân nữ, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Về số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 20.942 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 169 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 6.469 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 14.304. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 7 tháng 5 năm 2020 cho biết, có một bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, được công bố khỏi bệnh. Cụ thể là bệnh nhân 265, bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã điều trị khỏi, xuất viện 233 trên tổng số 288 bệnh nhân. Về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân COVID-19 nặng là bệnh nhân 161 và bệnh nhân 19 hiện đang tiến triển tốt lên. Bệnh nhân 19 hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Bệnh nhân 161 đã chuyển về điều trị tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Bạch Mai. Riêng bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, hiện vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch. Hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, tràn khí màng phổi phải lượng ít, đang tiếp tục dẫn lưu, lọc máu, tiếp tục thở máy, tiên lượng còn rất nặng. Theo đó, người phát ngôn của WHO cho biết, hiện tại, dựa trên các dữ liệu gần nhất, những bệnh nhân đã khỏi bệnh COVID-19 nhưng xét nghiệm dương tính với bệnh dường như đang thải những gì còn lại trong phổi, như một phần của giai đoạn hồi phục. Trong khi đó, một chuyên gia khác của WHO cũng giải thích, khi phổi lành lại, các phần tế bào chết của phổi sẽ được đẩy lên. Những phần này mới thực sự là dương tính, nên không phải là virus dễ lây, nó không tái kích hoạt. Đây thực ra là một phần của giai đoạn hồi phục. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump mới đây cho biết đất nước này đang trải qua cuộc tấn công tồi tệ nhất từng có. Cuộc tấn công của dịch COVID-19 còn tệ hơn Trân Châu Cảng và vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Trung tâm Thương mại Thế giới. Hiện, Mỹ đã ghi nhận hơn 71.000 ca tử vong vì COVID-19, trong khi chỉ có 2.403 người Mỹ chết tại Trân Châu Cảng năm 1941 và 2.977 người chết trong vụ khủng bố năm 2001, theo Fox News. Ông Trump cũng tiếp tục chỉ mũi dùi về phía Trung Quốc, tiếp tục cuộc khẩu chiến về nguồn gốc của loại virus chết người xuất hiện ở Vũ Hán. Liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây tranh cãi vì không đeo khẩu trang khi đến tham quan nhà máy sản xuất thiết bị bảo hộ cá nhân Honeywell tại thành phố Phoenix, bang Arizona. Hiện nhà lãnh đạo nước Mỹ đã lên tiếng giải thích, tôi đã không cần phải đeo, chính xác là tôi đã hỏi người đứng đầu Honeywell tôi có cần đeo khẩu trang không, và ông ấy đáp, ồ, ngài không cần đeo tại đây. Và như các bạn biết, chúng tôi đứng cách xa mọi người, cách xa những người đang làm khẩu trang, Tổng thống Trump cho biết. Trong bối cảnh dịch bệnh, Philippines là một trong những quốc gia sáng tạo trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp cách ly. Thật vậy, cứ 3 lần một tuần, các thành viên của một nhóm thanh niên ở thủ đô Manila mặc trang phục của các nhân vật trong loạt tác phẩm hư cấu Star Wars, chiến tranh giữa các vì sao của Mỹ để đi vòng quanh khu vực Bangulo nhắc nhở người dân ở nhà chống dịch. Những cuộc tuần tra đặc biệt này đã tạo niềm vui cho người dân địa phương đang chán nản vì nhiều tuần bị cách ly. Chúng tôi tự làm những trang phục này để làm giảm sự căng thẳng và nỗi lo của trẻ em cùng gia đình các em. Alexandria Ignacio, một thành viên của nhóm thanh niên trên, chia sẻ.
tại Ấn Độ, một vụ rò rỉ ga lớn nhất ở nhà máy hóa chất LG Polymer, bang Andhra Pradesh khiến nhiều người bất tỉnh trên đường và 1.000 người nhập viện. Sự cố xảy ra tại nhà máy hóa chất ở thành phố cảng công nghiệp Visakhapatnam khoảng 2 giờ 30 phút hôm nay, tức khoảng 4 giờ Hà Nội. Khi khí ga bị rò rỉ từ hai bể chứa 5.000 tấn không được giám sát do lệnh phong tỏa từ cuối tháng 3 ở Ấn Độ để ngăn Covid-19. Theo thống kê, ít nhất 5 người đã chết, gồm 2 người già và một bé gái 8 tuổi, trong khi 20 người trong tình trạng nguy kịch, giới chức cảnh báo số người chết sẽ tăng lên. Mới đây, những bức ảnh được chụp tại thủ đô Quito, Ecuador cho thấy thi thể một nạn nhân nhiễm nCoV đang nằm trên phố, thể hiện mức độ nghiêm trọng mà căn bệnh truyền nhiễm đang gây ra tại Ecuador. Trong ảnh, các chuyên gia pháp y đang xử lý thi thể một người đàn ông 65 tuổi nghi chết vì Covid-19 hôm ngày 5 tháng 5. Các nhân viên nhà tang lễ sau đó cho cái xác vào quan tài rồi chở đi. Hiện số ca tử vong tại quốc gia này đã vượt 1,6 ngàn, trong khi các cảnh báo cho hay Covid-19 vẫn chưa đạt đỉnh tại đây. Ngày 6 tháng 5, tại văn phòng chính phủ, theo đề nghị của phía Mỹ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Mỹ nhờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời chào tới nhân dân Việt Nam, đồng thời thông báo sẵn sàng tặng Việt Nam một số máy thở để hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19. Ông cũng đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong phòng chống dịch bệnh. Tổng thống Trump lấy làm tiếc, hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN đã bị hoãn do dịch Covid-19 và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Mỹ-ASEAN trong thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cập nhật về tình hình kiểm soát Covid-19 ở Việt Nam cũng như chia sẻ những mất mát, khó khăn mà người dân Mỹ đang phải gánh chịu. Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trong đối phó với dịch Covid-19. Cảm ơn thiện chí của Tổng thống Trump tặng máy thở cho Việt Nam, đồng thời cảm ơn Mỹ đã hỗ trợ tài chính cho ASEAN, trong đó gần 10 triệu USD dành riêng cho Việt Nam để nâng cao năng lực y tế và phục hồi kinh tế sau dịch bệnh. Cả hai nhà lãnh đạo của Việt Nam và Mỹ đều bày tỏ hài lòng về tiến triển thực chất trong quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực thời gian qua, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, an ninh quốc phòng cho đến khoa học giáo dục, giải quyết hậu quả chiến tranh, giao lưu nhân dân. Hai bên vui mừng nhận thấy kim ngạch xuất khẩu cả hai đang có chiều hướng tiếp tục tăng trong quý 1 năm 2020, trong đó xuất khẩu gạo của Mỹ sang Việt Nam tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Thủ tướng Chính phủ và Tổng thống Trump nhất trí sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại, tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau trong thời gian tới. Con của mẹ Lê Thị Hồng Liên ạ. Mẹ ấy rất là nóng lòng để đón hai bé về gia đình. Để cũng là một thời rất là lâu rồi, hôm nay mới là cái ngày mà hai bé ra đời, là rất là mong vui vẻ, rất là hạnh phúc. Khi mà nhìn thấy cái mũ chắn giọt bắn đấy thì mình thực sự là yên tâm hơn rất là nhiều, bởi vì bây giờ tình hình dịch bệnh phức tạp, an toàn cho bé là điều cần thiết đặt lên hàng đầu, nên là cứ giả sử nếu có những bữa tất thiện thì nó đều là những cái vấn đề thứ yếu. Khi mà dịch Covid về Việt Nam này thì bọn em tự nhận thấy rằng đối với người lớn thì mình sẽ có rất nhiều các biện pháp để mình tự bảo vệ cho mình. Nhưng mà đối với những em bé nhỏ, đặc biệt là những bạn nhỏ sơ sinh thì các bạn không thể tự làm được điều đó. Chính vì thế thì bọn em có ý tưởng rằng là tại sao mình không làm mạng che mặt chắn giọt bắn đấy cho các bạn. Và cái mạng che mặt này thì được áp dụng ngay từ ban đầu khi mà bệnh viện triển khai các cái công tác phòng chống dịch. Bất tiện thì thực ra không có bất tiện quá nhiều cho trẻ sơ sinh. Và ngoài ra thì bọn em cũng không phải là sử dụng cho các bạn ấy trong tất cả các trường hợp. Bọn em sẽ cân nhắc là trường hợp nào sử dụng cho bé để đảm bảo an toàn cho bạn ấy, nhưng mà cũng không làm cho các bé mà cảm thấy khó chịu. Mạng che mặt thì bọn em sử dụng dây chun ạ. Bọn em có làm các cái kích cỡ khác nhau dành cho các bạn sinh non cũng như là các bạn đủ tháng. Và cái việc mà mình đeo mạng che mặt cho các bạn ấy thì cũng không có khó khăn hay là bất tiện gì nhiều. Các bé được sử dụng nhiều nhất trong các trường hợp là di chuyển. Tại vì khi mà di chuyển thì mình có thể tiếp xúc với những cái yếu tố bên ngoài hoặc là những cái tác nhân gây bệnh. Ví dụ như là di chuyển bạn ấy vào thang máy này, di chuyển các bé đi làm các xét nghiệm này, các chỉ định cận lâm sàng này. Hoặc là khi mà các bạn vừa mới sinh ra, bọn em trong cái quá trình mà đón trẻ từ phòng mổ về khoa sơ sinh chẳng hạn, thì bọn em cũng tiến hành đeo luôn cho bạn ấy ạ. Theo dự kiến thì bọn em sẽ sử dụng mạng che mặt chống giọt bắn cho các bạn đến khi mà nước mình công bố hết dịch.
Đặt online giao hàng đúng giờ, miễn phí ship trong nội thành, đổi trả sản phẩm trong vòng 24 giờ, đặt mua online ngay tại dầu tràm con yêu.com. chọn dầu tràm con yêu, mẹ vui bé khỏe.